Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 4, chúng tôi có những thông tin đáng chú ý sau. Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện điều tra dân số và nhà ở đạt 45% tiến độ. Nông dân ồ ạt mở rộng trồng huyết thái siêu sớm. Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp. Nói không với ống hút nhựa. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Libya. Israel đóng các cửa khẩu để chuẩn bị cho bầu cử. Lễ tưởng niệm nạn nhân diệt chủng Rwanda. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau gần một tuần ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở, tới đến ngày 8 tháng 4, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã điều tra được 150.000 hộ, đạt 45% kế hoạch đề ra. Trong đó, huyện Côn Đảo có tỷ lệ hoàn thành cao nhất là 60%, kế đến là huyện Long Điền 45%. Địa phương có tiến độ điều tra chậm là thị xã Phú Mỹ chỉ mới hoàn thành được 30%. Nguyên nhân là do địa phương này tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân làm việc theo ca kíp, nên điều tra viên khó tiếp cận để thu thập thông tin. Để đẩy nhanh tiến độ điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo các ban ngành các cấp phối hợp với điều tra viên chủ động nắm bắt thời gian của các hộ làm ăn xa, các hộ là công nhân nhà máy xí nghiệp, đặc biệt là các ngày cuối tuần để thu thập thông tin. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở tỉnh, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hoàn thành công tác thu thập thông tin vào ngày 20 tháng 4. Thời gian còn lại, toàn tỉnh sẽ rà soát nội dung thông tin và điều chỉnh cập nhật nếu có sai sót. Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, toàn tỉnh có 2.657 địa bàn điều tra với 318.259 hộ và hơn 1,14 triệu nhân khẩu thuộc diện điều tra. Tỉnh đã quy động 1.920 điều tra viên và 93 tổ trưởng tham gia điều tra. Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi năm học 2018-2019 do Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên niên kỷ Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã diễn ra từ tháng 11 năm 2018 đến nay. Tham gia chương trình truyền đạt kỹ năng quản lý xung đột trong học đường và đời sống sáng nay, ngày 8 tháng 4, có hơn 800 học sinh trường trung học cơ sở Bạch Đằng, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Đến với chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi, hơn 800 học sinh trường trung học cơ sở Bạch Đằng, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã được truyền đạt các kỹ năng giải quyết những xung đột trong học đường và cuộc sống. Những kiến thức được cụ thể hóa bằng những câu chuyện, những tình huống thực tế. Ngoài ra, các em còn tham gia chương trình đố vui có thưởng liên quan đến nội dung trên. Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi năm học 2018-2019 không chỉ trang bị kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội gắn với hoạt động giáo dục cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, mà còn tạo sân chơi ngoại khóa lành mạnh, bổ ích cho các em. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu, tổ chức tuyên truyền về biển đảo, cách nhận biết, tác hại và phòng chống ma túy trong học đường cho hơn 2.200 cán bộ, giáo viên và học sinh. Hơn 2.200 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu đã được thông tin về những tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống cộng đồng, cách nhận biết các loại chất tiền ma túy đang lưu hành, cách thức phòng chống ma túy và các quy định pháp luật hình sự hiện hành đối với việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, trách nhiệm của người phát hiện tội phạm ma túy. Buổi tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã giúp cho các giáo viên, học sinh nâng cao ý thức tự phòng tránh tác hại của ma túy, cũng như hiểu biết thủ đoạn của các đối tượng tội phạm ma túy thường sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ người dân, học sinh. Qua đó cũng góp phần thúc đẩy phong trào tố giác tội phạm ma túy sâu rộng trong quần chúng nhân dân, giúp cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh và Công ty giày Uy Việt, trụ sở đặt tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 500 công nhân của công ty. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã phân tích khái quát về thực trạng tai nạn giao thông của cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, những tình huống tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, cũng như một số kỹ năng điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường. Đường 30 tháng 4 là một trong những tuyến đường có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp nhất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền luật giao thông cho những nhóm đối tượng thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến, trong đó có công nhân công ty dạy uy việc, được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Thưa quý vị, nếu như quý 1 năm 2018, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, thì quý 1 năm nay, số vụ tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Đó là một tín hiệu khả quan cho thấy những nỗ lực trong kéo giảm tai nạn giao thông của các ngành, các cấp, các địa phương đang thu được kết quả đáng khích lệ. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong quý 1 năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có 48 vụ tai nạn nghiêm trọng, 4 vụ tai nạn rất nghiêm trọng, làm chết 56 người và làm bị thương 100 người. So sánh với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 6 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 34 người. Việc kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí trong những tháng lễ Tết được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị và người dân. Tuy nhiên, diễn biến trật tự an toàn giao thông vẫn tồn tại nhiều mối lo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Và một trong số đó là tình hình tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 thuộc địa phận thị xã Phú Mỹ. Theo báo cáo của Công an thị xã Phú Mỹ, trong quý 1, trên địa bàn thị xã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, làm 16 người chết. Thì trong đó đã có 11 vụ xảy ra trên quốc lộ 51, chiếm tỷ lệ gần 79%. Nguyên nhân một phần là do việc tổ chức giao thông trên tuyến đường này chưa khoa học, chưa hợp lý. Theo tôi kiến nghị với chức năng là, thứ nhất là vấn đề là bảo đảm đêm tối là chiếu sáng ở khu vực này. Hai nữa là có thể là coi là lập đèn tín hiệu, báo hiệu này khác thứ để cho vấn đề giao thông đó, cho người ta có một cách đi cho nó dễ dàng hơn. Chứ không có đây, người thì thích qua, người kia không nhường là tông nhau thôi. Như tại điểm giao nhau giữa đường 80 với quốc lộ 51, đoạn khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ. Chỉ trong nửa đầu tháng 3 đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, khiến gần 10 người chết và bị thương. Về quan điểm của Công an thị xã Phú Mỹ, thì kiến nghị thứ nhất là tại cái khu giao lộ này, thứ nhất là cần hạ cái độ cao mặt nghiêng, tại vì cái khu vực giao lộ này thì nó có cái độ nghiêng dốc từ cái phía mà đường bên khu phố Ngọc Hà qua bên phía đường 80, thì cần thiết là cần phải nâng chỉnh độ cao lại cái cho nó phù hợp. Cái thứ hai nữa là mở rộng cái khoảng mở tại nút giao lộ này, đồng thời là lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để mà điều tiết các cái phương tiện giao thông qua tại nút giao lộ này. Tai nạn giao thông tự gây cũng là một trong những vấn đề đáng lo ngại. Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho thấy, trong số 52 vụ tai nạn giao thông gây chết người trong quý 1 năm 2019, có 12 vụ là tai nạn tự gây, làm chết 12 người. Bên cạnh đó, lỗi do vi phạm như chạy quá tốc độ, lấn làn đường, phân đường, sử dụng thức uống có cồn vẫn là những vi phạm phổ biến nhất. Tiếp tục mục tiêu kiềm chế và tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông, trong quý 2 năm 2019, các địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, đặc biệt là tại những tuyến đường, khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tôi đề nghị là Công an tỉnh là phải chủ trì trong cái vấn đề mà chỉ đạo phối hợp lực lượng ha. Tức là Công an tỉnh là quốc lộ này sẽ bố trí như thế nào, rồi ở các tỉnh lộ, rồi ở các địa phương, cũng phải chỉ đạo các địa phương luôn, chỉ đạo công an địa phương là phối hợp như thế nào, rồi thành phần phối hợp như thế nào, là ở địa phương thì phải báo cáo cho ủy ban huyện và huyện ủy, để làm sao huyện ủy sẽ chỉ đạo các ngành khác phối hợp cùng với mình nữa, để chúng ta có đủ cái lực lượng mà chúng ta đi kiểm tra, tuần tra và xử lý những cái vi phạm. Mùa hè sắp đến, đây là cao điểm du lịch, nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách sẽ căng thẳng và áp lực hơn. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã lập đường dây nóng để người dân thông báo những sự việc, những đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông, qua đó giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ công an các địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn kinh tế đáng chú ý. Tổng thu ngân sách nhà nước cả nước thực hiện tháng 3 đạt gần 127,8 ngàn tỷ đồng, lũy kế thu quý 1 đạt 381 ngàn tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.
trong đó thu nội địa tháng 3 năm nay của cả nước ước đạt 108,6 ngàn tỷ đồng. Lũy kế thu quý 1 đạt 115,4 ngàn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm. Thu từ dầu thô tháng 3 ước đạt 4,5 ngàn tỷ đồng. Lũy kế thu quý 1 đạt 12,280 ngàn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 26,8 ngàn tỷ đồng. Lũy kế thu quý 1 đạt 80,8 ngàn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm. Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, thời gian qua giá heo hơi trên địa bàn tỉnh giảm mạnh từ trên 50.000 đồng một ký, có thời điểm xuống chỉ còn 37.000 đồng một ký. Song song đó, giá heo con giống cũng giảm mạnh từ 20 đến 30% so với vài tháng trước đó. Khi người tiêu dùng đã nắm bắt thông tin dịch tả heo châu Phi không gây hại cho sức khỏe con người nên đã tiêu thụ thịt heo trở lại. Nhờ đó, giá heo đang tăng dần và ổn định ở mức người chăn nuôi đã có lợi nhuận. Theo đó, heo an toàn có nguồn gốc xuất xứ được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhiều hơn. Hiện tại, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh và khu vực miền Đông Nam Bộ bán ra tại trại ở mức từ 44 đến 46.000 đồng một ký, tăng từ 5 đến 7.000 đồng một ký so với tháng trước. Thưa quý vị, với ưu điểm dễ trồng, chi phí ít, giá cao, nên những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh ồ ạt chuyển đổi sang trồng mít Thái siêu sớm. Tuy nhiên, do đầu ra của mít phụ thuộc vào thương lái và chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc, nên ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân nên thận trọng, tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa như các loại nông sản khác từng gặp phải. Do hiệu quả vườn cây tạp thấp 8 năm trước, ông Đỗ Trọng Diệp, ngụ xã Kỷ Thành, huyện Châu Đức, chuyển sang trồng mít Thái siêu sớm. Ông Diệp cho biết, mít siêu sớm chỉ trồng hơn một năm là cho trái. Bình quân một năm, ông Diệp thu hoạch 2 lứa với sản lượng 10 tấn. Giá giá mít từ 15 đến 30 ngàn đồng một ký. 4 xào mít đem đến nguồn lợi nhuận hơn 100 triệu đồng một năm cho gia đình ông Diệp. Thì mít này mình trồng mình thấy nó cũng có cái ưu điểm là mình thấy nó mau, thời gian thu hoạch nó nhanh. Mà làm thì mình thấy làm được là con người mình làm vườn thì nó mát mẻ hơn là ở ngoài. Thử ra là mình thấy là lợi nhuận nó cũng tương đối là hơn qua màu kia. Nhận thấy mít siêu sớm là loại cây dễ trồng, nhanh cho thu hoạch và lợi nhuận cao, nên ông Lâm Quyền ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức cũng chuyển sang trồng mít Thái gần 5 năm qua. Với 6 sào mít, mỗi năm ông Quyền chỉ đầu tư khoảng 30 triệu đồng, nhưng thu được lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Về hưu rồi. Nên là coi như là trồng những cái loại cây gì mà nó nhẹ nhàng cho sức khỏe. Có nghĩa là mình trồng, mình chăm sóc, bỏ công chăm sóc, rồi người ta vô, người ta thu hoạch, người ta cân ký, mình lấy tiền. Những năm qua, nông dân huyện Châu Đức ồ ạt chuyển sang trồng mít Thái. Toàn tỉnh có 530 hectare trồng mít Thái siêu sớm, thì huyện Châu Đức có đến 350 hectare, tăng gấp đôi so với đầu năm 2018. Do đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không đòi hỏi kỹ thuật cao và giá trái hấp dẫn, nên nhiều hộ dân chọn đầu tư loại cây trồng này. Có thời điểm giá mít lên đến 54.000 đồng một ký, nên bình quân 1 hectare mít, nông dân đạt lợi nhuận gần 500 triệu đồng. Lúc này thì coi như là không có bán, đó, đắt dữ lắm. Mà có cái là theo mình trồng thì mình cũng không có ngại gì. Sau này dù nó có giá không có thì mình cũng nuôi bò, nuôi dê rồi nữa. Cũng được, có cái là mà nó lợi nhiều thứ. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo thị trường của mít Thái siêu sớm hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái và xuất sang Trung Quốc, mà thị trường này luôn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Vì vậy, nếu nông dân ồ ạt trồng mít tăng không theo quy hoạch, chắc chắn cung sẽ vượt cầu, dẫn đến giá rẻ và hàng loạt hệ lụy khác. Hòa Hiệp là xã vùng sâu vùng xa của huyện Xuyên Mộc, có 220 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 300 km. Do kinh phí duy tu bảo dưỡng đường giao thông eo hẹp nên nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân cũng như công tác bảo đảm an toàn giao thông tại địa phương. Đường liên ấp Phú Vinh, Phú Thiện, khu vực Bào Le, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc được đầu tư từ năm 2003 theo hình thức rải đá xô bồ. Sau một thời gian dài không được duy tu bảo dưỡng đúng theo quy định, nên tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng. Ở trong kia người dân nó đông, coi như là bà con đêm người ta đi ra làm đông lắm, đêm người ta đi cứ dầm dập suốt cả đêm ấy, mà đi con đường thì khổ lắm. Cái này là từ lâu giờ đã sửa đâu, có sửa đâu, cứ kêu là sửa mà cuối cùng cũng chẳng thấy sửa.
cứ năm nay thì bảo là sang năm thì cứ sang năm nữa. Quay là chúng tôi thì cứ dân thì quay là cứ chờ để nhà nước sửa cho bà con, mà bà con thì cũng cứ mong mỏi mà chẳng thấy nhà nước sửa gì cả. Từ năm 2015 trở lại đây, kinh phí dành cho việc xây dựng sửa chữa đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Hiệp được cấp nhiều hơn so với trước. Thông qua chương trình 13 năm phát triển kinh tế xã hội ở những xã đặc biệt khó khăn, chương trình phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc hay chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, nguồn kinh phí được cấp không đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Trong số đó, đường cây cày là một trong những tuyến giao thông nông thôn đang hư hỏng nặng nề nhất trên địa bàn xã. Đoạn đường dài khoảng 4 km đã xuống cấp trầm trọng từ 7 đến 8 năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa được duy tu. Còn đây là đường liên xã Hòa Hiệp Tân Lâm, dài 6,5 km. Năm 2013, con đường này được tráng nhựa, nên hiện tại mặt đường đã hư hỏng khoảng 80%. Tôi là người dân đây, nhưng mà giờ tôi thấy đường làm xuống cấp. Học sinh đi về, mấy bà chở học sinh về té lên té xuống chỗ này tôi rất thương. Mong muốn sao mà chính quyền cũng như nhà nước hỗ trợ để làm con đường này cho nó hoàn thiện. Đường này xuống cấp là 5-6 năm nay rồi, nhưng mà bây giờ chưa thấy có gì hết. Mà bây giờ chuẩn bị vào đầu mùa mưa này tới là bắt đầu là học sinh, thứ là đi học, đi hành, cái thứ là nó rất là khó khăn. Đấy, mà bây giờ là cứ té lên cứ xuống là mới đây là cứ học sinh với lại người phụ huynh học sinh là người ta chở con cái đi học là rất là khó khăn. Mà nó té mấy chỗ mà không phải riêng chỗ này đâu, nó rất gây vào trong 5-6 cây số là nó cả 4-5 cây số nó hết đi 80% là đường nó nát hết rồi. Đấy là vì xe tải thiết đi cũng nhiều. Theo lãnh đạo xã Hòa Hiệp, các sở ngành của tỉnh và huyện đã nhiều lần kiểm tra khảo sát tình trạng xuống cấp của hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã, nhưng chưa có vốn nên đường chưa được duy tu nâng cấp. Cũng theo lãnh đạo xã, để đảm bảo việc duy tu bảo dưỡng kịp thời những tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã thì mỗi năm cần phải có khoảng 50 tỷ đồng, mà hơn nữa là phải đầu tư liên tục khoảng 3 năm. Trên địa bàn xã Hòa Hiệp thì song song với các cái con đường này chưa làm được, nhưng mà nhà nước vẫn đang tiến hành đầu tư các cái con tuyến đường khác. Đấy, nhưng mà do cái điều kiện về vốn và cái quy trình là phải rà soát các cái tuyến đường trước. Đấy, cho nên các cái tuyến đường này thì chưa nằm trong các cái danh mục mà chúng ta đã đăng ký. Đấy, cho nên hiện tại bây giờ vẫn chưa làm được. Mùa mưa năm 2019 đã sắp về, người dân xã Hòa Hiệp vẫn đang mong chờ nhà nước sớm triển khai duy tu sửa chữa đường để việc đi lại được thuận tiện hơn, an toàn hơn. Thưa quý vị, ống hút nhựa được xem là một trong những rác thải nhựa phổ biến đứng đầu, xếp thứ 6 trong các loại rác không thể phân hủy và là loại rác được tiêu thụ nhiều chỉ sau túi ni lông. Nghiêm trọng hơn, đã có rất nhiều loài sinh vật biển bị thương, thậm chí là bị chết vì ống hút nhựa. Vì vậy, thay vì sử dụng ống hút nhựa, nhiều quán cà phê, nhà hàng đã và đang chuyển dần qua sử dụng ống hút làm từ cỏ, tre, inox để góp phần bảo vệ môi trường. Thói quen sử dụng ống hút nhựa. Và đây là cái giá cho sự tiện dụng này. Nhận thức được điều này, nhiều nhà hàng đã hưởng ứng phong trào nói không với ống hút nhựa bằng cách chuyển đổi sang ống hút bằng các vật liệu khác như inox, tre, cỏ bàn và nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Nhìn thấy nhiều hình ảnh về rác thải nhựa bị cuốn ra sông, ra biển và tác động rất lớn đến những loài động vật sống ở đó. Nên mình nghĩ đây là một việc làm rất tích cực. Tôi rất ủng hộ việc làm này và đây cũng là một lý do mà tôi tìm đến quán. Thông điệp mà mình muốn gửi gắm là đấy là mọi người có thể là thay đổi trong cái lối sống của mình từ những cái hành vi rất là nhỏ, và việc mà hướng cho khách hàng sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường thì từ đấy cũng giúp cho mọi người có những cái nhận thức là chúng ta đều có thể thay đổi từ trong những cái hành động nhỏ để đem đến những cái hiệu quả lớn trong việc bảo vệ môi trường. Không chỉ có những người trẻ Việt mà ngay cả những du khách nước ngoài khi đến đây cũng tỏ ra bất ngờ và hào hứng khi thấy các loại ống hút này được sử dụng. Sử dụng ống hút tre như thế này thực sự là một ý tưởng tuyệt vời và tôi rất ủng hộ việc làm này để bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương. Ở nước tôi thì sử dụng ống hút nhựa và tôi mong muốn một ngày nào đó sẽ thay đổi sang vật liệu khác như thế này. Sử dụng ống hút này tôi vẫn thấy hương vị đồ uống không thay đổi, vẫn rất tuyệt vời. Tôi rất ủng hộ việc làm này để giảm thiểu ống hút nhựa vì đồ nhựa đang là vấn nạn của mọi quốc gia.
Đây là hành động rõ ràng nhất cho thấy các bạn trẻ ngày nay đang hướng đến một lối sống xanh nhằm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để phong trào thực sự ý nghĩa thì cần chú trọng đến khâu vệ sinh. Những vấn đề còn lại của nó thì chỉ là vấn đề là thu gom và đổ thải an toàn đối với từng loại một. Thứ hai là sử dụng các ống hút nhiều lần thì cái người sử dụng phải có một cái ý thức vệ sinh. Hoặc là nếu cái nhà hàng hay là một cái chỗ nào phục vụ cộng đồng mà dùng các cái ống nhiều lần thì phải có một cái điều kiện, chú trọng cái điều kiện vệ sinh cho nó tốt. Những mô hình như thế này không chỉ là trào lưu mà còn là cách thiết thực cần phổ biến và nhân rộng để dần thay đổi ý thức tiêu dùng của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương, cũng chính là bảo vệ nguồn sống của mỗi người. Với mục tiêu gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu được tổ chức hàng năm vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đang được cộng đồng Việt Kiều trên khắp Nam Châu chờ đón. Bởi với những người Việt đang học tập, sinh sống và làm việc tại nước ngoài, hướng về cội nguồn dân tộc là điểm tựa rất lớn đối với họ trong cuộc sống nơi xứ người. Và cũng bởi dù ở bất kỳ ở đâu thì người Việt vẫn giữ trong mình những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó có đạo lý uống nước nhớ nguồn. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1954 cho đến nay đã nhắc nhở nhiều thế hệ người Việt về cội nguồn dân tộc. Và cũng từ hai chữ cội nguồn ấy, rất nhiều tri thức người Việt ở nước ngoài đã đau đáu, mong ước về ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu. Có lẽ là bất kể người Việt Nam ở đâu thì cũng đều nhận mình là con rồng cháu tiên. Thế và chúng tôi lập cái dự án này là có lẽ là muốn để mà tạo ra một cái dịp để cho tất cả mọi người trên thế giới đều hướng về một ngày mà chính là hướng về cái nguồn gốc, nguồn cội của mình. Trên thực tế, vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, cộng đồng kiều bào Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới cũng thường tổ chức dâng hương hướng về đất tổ. Tuy nhiên, hoạt động này còn mang tính nhỏ lẻ, chưa thống nhất, chưa thu hút được bà con kiều bào. Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu ra đời chính là nhằm khắc phục những hạn chế đó, khi tổ chức theo một kịch bản chung, một cách đồng bộ, toàn diện và thường niên. Rất ủng hộ cho cái việc làm như này. Cái điều này nó nói lên một cái điều là rất có ý nghĩa, đó là để cho tất cả người dân Việt Nam nó có cái gì đó, nó thiêng liêng, nó hội tụ cái sức mạnh của đại đoàn kết của dân tộc. Nhìn vào cách người Việt ở Nam Châu gìn giữ các nét truyền thống văn hóa Việt như đón Tết cổ truyền, đủ để thấy kiều bào Việt Nam vẫn luôn hướng về tổ tiên. Với ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, người Việt ở nước ngoài sẽ có thêm một dịp nữa để bồi đắp thêm tình yêu với quê hương tổ quốc, để thêm tự hào về nguồn cội, con lạc cháu hồng. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc nội chiến tại Libya và tình hình chiến sự tại Syria sẽ mở đầu bản tin. Thưa quý vị, phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya vừa kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 giờ ở ngoại ô phía nam thủ đô Tripoli, trong bối cảnh lực lượng trung thành với chính quyền miền đông do tướng Khalifa Haftar đứng đầu đang đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô quốc gia Bắc Phi. Phát ngôn viên của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng bắn ở ngoài ô phía nam Tripoli từ 4 giờ đến 6 giờ chiều theo giờ địa phương, để các đội cứu hộ và tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Libya có thể sơ tán dân thường và người bị thương. Trong khi đó, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya được Liên Hợp Quốc ủng hộ cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng kể từ khi tướng Khalifa Haftar bắt đầu tiến hành cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov vừa kêu gọi ngay lập tức đóng cửa trại tị nạn Durban tại Syria, nằm gần căn cứ quân sự Mỹ và biên giới Jordan, trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân đang sinh sống trong các điều kiện khắc khổ tại trại tị nạn này. Phát biểu trong khuôn khổ chuyến công du Jordan, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho rằng trại tị nạn Durban ở Syria cần phải được đóng cửa càng sớm càng tốt, đồng thời chỉ trích sự chiếm đóng của quân đội Mỹ tại một căn cứ gần đó. Ông Lavrov dẫn ý kiến các quan sát viên Liên Hợp Quốc từng ghé thăm trại Durban cho biết, hầu hết những người đang sinh sống ở trại tị nạn đều muốn được hồi hương.
Thưa quý vị, Thủ tướng Anh bà Theresa May vừa kêu gọi chính phủ bảo thủ và công đảng đối lập cần phải thỏa hiệp để giành được sự ủng hộ của Hạ viện trong việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU với một thỏa thuận. Bà May cũng nhấn mạnh, bà muốn Brexit theo cách tốt nhất và không làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Những chia rẽ sâu sắc trong chính giới Anh khiến Hạ viện nước này đã ba lần bỏ phiếu nhưng vẫn không thể thông qua thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Hôm 5 tháng 4, Thủ tướng May đã yêu cầu trì hoãn Brexit đến ngày 30 tháng 6 tới nhằm tạo điều kiện cho Hạ viện thông qua thỏa thuận chia tay với EU. Hiện chưa biết quyết định sau cùng của EU, song nhiều nước thành viên trong khối yêu cầu Anh cần làm rõ lý do đối với đề xuất trì hoãn Brexit trước thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU ngày 10 tháng 4 tới. Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine vừa chính thức thông báo kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 của nước này. Theo đó, ứng cử viên Volodymyr Zelensky đã nhận được 30,24% số phiếu bầu, trong khi đương kim Tổng thống Petro Poroshenko nhận được 15,95% số phiếu. Đứng thứ ba là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine cho biết đã có gần 19 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 31 tháng 3, trong đó có khoảng gần 23.000 phiếu không hợp lệ. Theo luật bầu cử Ukraine, do không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, một cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 tới giữa hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất là các ông Volodymyr Zelensky và Petro Poroshenko. Liên quan đến tiến trình bầu cử tại Israel, thưa quý vị, quân đội Israel vừa cho biết sẽ đóng các cửa khẩu vào Israel từ dải Gaza và bờ Tây bị chiếm đóng trong vòng 24 giờ ngày 9 tháng 4, thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Trong ngày bầu cử, người dân Israel được nghỉ làm nhưng vẫn được hưởng lương. Theo giới quan sát, việc đóng cửa các cửa khẩu sẽ ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người Palestine đang làm việc tại Israel. Tuy nhiên, đây cũng không là vấn đề gây ngạc nhiên vì Israel vẫn thường đóng cửa khẩu tiếp giáp với các vùng lãnh thổ Palestine vào các ngày nghỉ lễ để ngăn chặn các vụ tấn công có thể xảy ra. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, tại Qatar, một lễ tưởng niệm lớn đã được tổ chức ở thủ đô Kigali để tưởng niệm 800.000 người thuộc sắc tộc Tutsi và Hutu ôn hòa bị sát hại trong cuộc diệt chủng ở quốc gia châu Phi này cách đây 25 năm. Tổng thống Rwanda ông Paul Kagame đã dẫn đầu hàng ngàn người đi bộ từ trụ sở quốc hội đến sân vận động quốc gia, nơi tổ chức lễ tưởng niệm 800.000 người thuộc sắc tộc Tutsi và Hutu bị sát hại trong cuộc diệt chủng ở Rwanda cách đây 25 năm. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Kagame cũng đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Gisozi, nơi chôn cất khoảng 250.000 nạn nhân. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, tại Qatar, một lễ tưởng niệm lớn đã được tổ chức ở thủ đô Kigali để tưởng niệm 800.000 người thuộc sắc tộc Tutsi và Hutu ôn hòa bị sát hại trong cuộc diệt chủng ở quốc gia châu Phi này cách đây 25 năm. Tập đoàn Korean Air chìm trong loạt bê bối những năm gần đây liên quan đến các thành viên gia đình ông Cho Yang-ho và đỉnh điểm là cáo trạng Cho tham ô và vi phạm tín nhiệm vào năm ngoái. Ông Cho phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại một kho hàng ở thủ đô Sanaa của Yemen khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo hãng thông tấn nhà nước Aden, thân chính phủ, được quốc tế công nhận ở Yemen, kho hàng này là nơi phiến quân Houthi cất giữ vũ khí. Trong khi đó, phiến quân Hồi giáo Houthi, lực lượng chiếm giữ thủ đô Sanaa từ năm 2014 cho biết, liên quân Ả Rập do Ả Rập đứng đầu đã tiến hành vụ không kích trên. Sau một số ngày có mưa do tác động của áp cao lạnh lục địa và đới gió đông trên cao, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khô ráo trở lại. Về đêm và sáng sớm trời không mưa, mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Ban ngày cường độ nắng mạnh khiến không khí oi bức, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng. Riêng một số khu vực phía bắc của tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc có nắng nóng gay gắt, mức nhiệt khá cao, dao động từ 34 đến 36 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Khu
Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Tại Vũng Tàu, ngày 9 tháng 4 năm 2019, mực nước cao nhất 390cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút, thấp nhất 120cm xuất hiện lúc 21 giờ 45 phút. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây tạm dừng. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.